Mình thấy nó cũng không khó lắm, bởi vì đây cũng là niềm đam mê và mình cũng cảm thấy là mình có khả năng ấy. Mình thấy viết báo rất là khó, bởi vì viết báo yêu cầu kiến thức nền này, những cái kiến thức chung của cuộc sống này, của xã hội, nên là người viết báo cần phải nắm được rất nhiều kiến thức. Theo mình thì viết báo không hề đơn giản. Ngoài mình lựa chọn đề tài, mình còn phải diễn đạt và làm sao chọn ngôn từ để phù hợp với lại đối tượng độc giả mà mình hướng đến. Theo mình thì viết báo khá là dễ, bởi vì viết báo giống như viết văn vậy, bạn chỉ cần có một vốn kiến thức nhất định và một hiểu biết xã hội thì bạn cũng có thể viết được thành một bài báo rồi. Viết báo dễ hay khó? Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng để tìm được một đáp án chính xác thì có lẽ là điều không dễ dàng. Hiểu được những nỗi trăn trở đó, thạc sĩ báo chí Bùi Văn Doanh đã cho ra đời cuốn sách Viết báo dễ hay khó, với mong muốn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với những ai đã và đang gặp khó khăn trong quá trình làm báo hay với những bạn trẻ chập chững bước vào nghề. Cuốn sách vẽ nên một mảng màu chân thực về nghề báo, đó là một công việc thật thú vị. Bạn sẽ được tiếp cận những tin tức nóng hổi, được viết cho cả hàng triệu người đọc, được độc giả yêu mến, biết tên, được đi đây, đi đó, gặp gỡ với rất nhiều người. Và bao nhiêu là điều mới mẻ khác nữa, thậm chí đó là niềm tự hào khi nghề của bạn là ước mơ của hàng triệu các bạn trẻ khác. Hấp dẫn là thế, hào quang là thế, nhưng khi đã dấn thân vào nghề viết lách, nhất định dù muốn hay không, bạn vẫn vấp phải rất nhiều những khó khăn, thử thách. Chính vì vậy, tác giả Bùi Văn Doanh với mong muốn chia sẻ chút ít kinh nghiệm trong quá trình làm báo của người đi trước và những nghiên cứu đầy tâm huyết của ông về báo chí với hy vọng các bạn trẻ có thể tham khảo trong quá trình tác nghiệp của mình. Cuốn sách có 5 mục chính với nội dung tập trung vào một số kỹ năng cơ bản. Viết báo cần năng khiếu hay yêu nghề? Viết cái gì? Viết như thế nào? Một số vấn đề thường gặp trong quá trình viết báo là gì? Nếu bạn vẫn còn băn khoăn, trăn trở và đang tìm kiếm cho mình một câu trả lời về những câu hỏi kia, thì cuốn sách chắc chắn là một lựa chọn chính xác dành cho bạn. Thông qua cuốn sách Viết báo dễ hay khó, thạc sĩ Bùi Văn Doanh đã cho rằng ai cũng có thể viết báo, nhưng không phải phóng viên nào cũng trở thành nhà báo giỏi. Làm gì cũng phải yêu nghề mới thành công.